Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật từ quý vị ngay sau đây. IS tấn công khủng bố gần Moscow, ít nhất 60 người chết. IS tuyên bố đã tiến hành vụ xả súng, ném bom răng tại nhà hát ở Granovod, ngoài ô Moscow, khiến hơn 60 người chết. Những kẻ tấn công mặc đồ ngụy trang xả súng vào đám đông tham gia sự kiện của ban nhạc picnic ở nhà hát Crossroads City Hall tại Granovod, thành phố tiếp giáp phía Tây thủ đô Moscow của Nga tối 22 tháng 3. Nhân chứng tại hiện trường nói rằng các tay súng mang súng trường AK bước vào sảnh chính, bắn những người đang tập trung ở cửa kháng vòng. Những vũ trang sau đó tiến vào kháng phòng, tiếp tục nổ súng vào khán giả ở khoảng cách gần, ném bơm xăng, gây cháy một phần tòa nhà. Các tay súng nhanh chóng rời khỏi nhà hát, bỏ trốn trên ô tô màu trắng. Văn phòng Tổng công tố Nga cho biết vụ nổ súng xảy ra khi buổi hòa nhạc chưa bắt đầu. Quản lý ban nhạc picnic cho hay các nghệ sĩ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Ủy ban điều tra Liên bang Nga cho biết hơn 60 người đã thiệt mạng và ít nhất 145 người bị thương, trong đó có nhiều trẻ em. Đây là một trong những vụ tấn công khủng bố gây thương vong nặng nề nhất tại Nga suốt hàng chục năm qua. Đột nhiên nhiều tiếng súng vang lên phía sau chúng tôi, mọi người bắt đầu chen nhau bỏ chạy về phía thang máy, tất cả đều gào thét. Một nhân chứng giấu tên kể lại giới chức nga đã triển khai lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố và xe cứu hỏa đến hiện trường ứng phó đám cháy bùng phát tại nhà hát đã được khống chế phiến quân nhà nước hồi giáo is tự xưng sau đó đăng thông điệp lên telegram tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công nhưng không đưa ra bằng chứng các thành viên của chúng tôi đã tấn công cuộc tụ tập lớn của những người công giáo tại thành phố rasnurot làm chết và bị thương hàng trăm người gây thiệt hại lớn cho địa điểm này trước khi rút về căn cứ an toàn tuyên bố của is có đoạn Bộ Ngoại giao Nga gọi đây là vụ tấn công khủng bố đảm máu. Ủy ban điều tra Liên bang Nga thông báo mở vụ án hình sự liên quan đến cuộc tấn công, cho hay vẫn còn quá sớm để nói về số phận của những kẻ khủng bố. Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã nhận thông tin cập nhật liên tục về vụ khủng bố ngay khi sự việc xảy ra và đưa ra những chỉ đạo cần thiết. Ông Putin chúc những người bị thương nhanh chóng bình phục, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn tới các bác sĩ tham gia cứu chữa nạn nhân. Mỹ, nhiều nước châu Âu và các quốc gia Ả Rập đã lên án vụ tấn công, gửi lời chia buồn đến các gia đình nạn nhân. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án cuộc tấn công khủng bố hèn hạ và đáng ghê tởm. Mikhail Bodilak, cố vấn của Tổng thống Ukraine, khẳng định Kiev không liên quan đến vụ khủng bố. Quan chức Mỹ nói rằng nước này có thông tin tình báo xác nhận IS đứng sau sự việc. Nhà hát Krokos City Hall ở thành phố Rasnurod nằm cách điện Kremlin khoảng 16 km. Nga đã siết chặt an ninh tại sân bay, đầu mối giao thông và toàn bộ khu vực thủ đô Moscow. Mọi sự kiện đông người trên khắp nước Nga đã bị hủy. Nga trải qua hàng loạt vụ khủng bố trong vòng 25 năm qua. Trong đó, đảm máu nhất là cuộc tấn công nhà hát Dubrovka tại Moscow năm 2002 và trường học ở Beslan năm 2004. Vụ khủng bố nhà hát Dubrovka ở Moscow xảy ra vào ngày 23 đến ngày 26 tháng 10 năm 2002, khi một nhóm phiến quân Chechnya bắt các diễn viên và khán giả làm con tin. Lực lượng an ninh tấn công sau 3 ngày đàm phán, tiêu diệt toàn bộ nhóm khủng bố và giải cứu các con tin. Tuy nhiên, 130 người đã thiệt mạng trong thảm kịch này. 2 năm sau, 30 tay súng Hồi giáo trang bị súng trường và đại bơm tự sát tấn công trường học tại thành phố Beslan, miền Nam nước Nga vào ngày khai giảng 1 tháng 9 năm 2004. Nhóm khủng bố bắt hàng trăm người lớn và trẻ em làm con tin và không cho họ ăn uống trong 3 ngày liền. Những tên khủng bố sau đó bất ngờ kích nổ bơm, buộc lực lượng an ninh Nga đột kích để cứu con tin. Vụ khủng bố làm 334 người thiệt mạng, trong đó có 318 con tin, toàn bộ nhóm phiến quân cũng bị tiêu diệt. Ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố tại trung tâm mua sắm và tổ hợp hòa nhạc Rostov City Hall, phía tây bắc Moscow. Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB cho biết, ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố tại trung tâm mua sắm và tổ hòa nhạc Rodgers City Hall phía tây bắc Moscow tối 22 tháng 3. Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp, khoảng 100 người đã được lực lượng cứu hỏa hộ tống đến nơi an toàn. Các đơn vị cứu hỏa và cứu hộ đang hoạt động khẩn trương, công việc đang được tiến hành để giải cứu những người khác thoát khỏi mái nhà bằng thang máy. Theo truyền thông địa phương, có thể có khoảng 6.200 người trong tòa nhà khi vụ nổ súng bắt đầu do buổi hòa nhạc của ban nhạc Rock Picnic đã bán hết vé. Các tay súng được cho là mặc đồ ngụy trang và xả súng vào đám đông. Rokos City là một trung tâm mua sắm và địa điểm âm nhạc lớn ở phía tây bắc thủ đô Nga. Đây là một trong những vụ tấn công khủng bố gây thương vong nặng nề nhất tại Nga suốt hàng chục năm qua. Bộ Ngoại giao Nga gọi đây là vụ tấn công khủng bố đảm máu, trong khi Ủy ban Điều tra Liên bang Nga thông báo đã mở vụ án hình sự liên quan đến cuộc tấn công. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev khẳng định thủ phạm và bên tổ chức vụ tấn công khủng bố phải bị truy lùng không thương tiếc. Ông cũng gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng và động viên người thân của những người bị thương. Nạn nhân vụ xả súng ở nhà hát Nga dẫm lên nhau chạy trốn. Nhân chứng kể lại khoảnh khắc những loạt súng máy vang lên trong nhà hát Rocket City Hall khiến khán giả hoảng loạn bỏ trốn trong đám khói. Tối 22 tháng 3, hàng trăm người hâm mộ có mặt tại nhà hát Crocus City Hall ở vùng ngoại ô Radnorod phía bắc Moscow để xem buổi biểu diễn của ban nhạc Picnic. Chỉ vài phút trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, một nhóm người mang vũ trang xông vào nhà hát và nổ súng. Truyền thông nhà nước Nga cho hay bảo vệ tại nhà hát không được trang bị súng. Một số có thể đã bị nhóm khủng bố bắn hạ ngay từ đầu cuộc tấn công. Hình ảnh được đăng trên mạng xã hội cho thấy bốn tay súng lạnh lùng bước từ bên ngoài vào sảnh nhà hát, liên tiếp bắn vào những người ở sảnh trước khi tiến vào trong. Nhân chứng Alexei kể rằng anh lập tức trốn sau những hàng ghế trong khán phòng, cuối người chạy thoát giữa khung cảnh hoảng loạn. Tôi nghe thấy rất nhiều tiếng súng máy và tiếng la hét thảm thiết, mọi người lao về phía sân khấu cực kỳ hỗn loạn. Một số trốn sau hàng ghế như tôi, quan sát tìm lối thoát. Alexei cho biết, khi nghe thấy tiếng động lớn, ban đầu chúng tôi tưởng là vật gì rơi vì người ta đang tháo dỡ cuộc triển lãm ở gần đó. Mikhail Seminov kể, anh cho biết đã vào tòa nhà qua một lối đi không có nhân viên bảo vệ. Cửa để mở khi chúng tôi vào, có một người phụ nữ lớn tuổi ở đó chỉ cho chúng tôi nơi picnic biểu diễn, anh nói. Phóng viên AFP mô tả đám cháy ở nhà hát bùng lên, bắt nguồn từ lựu đạn hoặc bơm cháy mà những kẻ tấn công ném ra. Khói đen bốc lên trời, trong khi lực lượng an ninh nỗ lực giải cứu hàng trăm khán giả trốn xuống tầng hầm hoặc trên nóc nhà hát. Mái nhà bị sập một phần, Alexei mô tả đã có giảm đạp khi khán giả chen nhau chạy về lối thoát hiểm anh không nhìn thấy tay súng chỉ thấy tro và khói trên đường chạy trốn tôi và nhiều người bỏ chạy giảm đạp lên nhau trốn vào nhà vệ sinh cảnh chen chúc rất đáng sợ trong khi không thể nhìn thấy gì trên thực tế vì khói một nữ khán giả kể truyền thông nga cho hay nhóm khủng bố sau đó rời nhà hát bỏ trốn trước khi lực lượng đặc nhiệm và cảnh sát chống bạo động đến hiện trường cảnh sát đang tăng cường tuần tra truy tìm một số phương tiện nhóm khủng bố có thể sử dụng để tháo chạy Ủy ban điều tra Liên bang Nga cho biết hơn 60 người đã thiệt mạng và ít nhất 145 người bị thương, trong đó có nhiều trẻ em. Đây là một trong những vụ tấn công khủng bố gây thương vong nặng nề nhất tại Nga suốt hàng chục năm qua. Nhà nước Hồi giáo IS đã nhận trách nhiệm về sự việc. Mỹ, nhiều nước châu Âu và các quốc gia Ả Rập đã lên án vụ tấn công, gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gọi đây là cuộc tấn công khủng bố hèn hạ và đáng ghê tởm. Mikhailo Podilak, cố vấn của Tổng thống Ukraine, khẳng định Kiev không liên quan đến sự việc. Nga đã siết chặt an ninh tại sân bay, đầu mối giao thông và toàn bộ khu vực thủ đô Moscow. Một sự kiện đông người trên khắp nước Nga đã bị hủy. Nhân chứng miêu tả vụ xả súng làm hơn 60 người chết trong nhà hát Nga. Nhân chứng lên tiếng về khoảnh khắc các tay súng tràn vào tổ hợp mua sắm ở Moscow, gây ra một trong những vụ tấn công đậm máu nhất ở Nga trong những năm qua. Tối ngày 22 tháng 3 giờ địa phương, nhà hát Crocus City Hall thuộc một khu tổ hợp mua sắm ở tây bắc Moscow đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công khủng bố tàn bạo. Theo con số cập nhật tới thời điểm hiện tại, ít nhất 60 người đã thiệt mạng, gần 150 người bị thương, con số có thể tăng lên vì tòa nhà bị bốc cháy và sập một phần mái. Tổ chức khủng bố IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng phía Nga vẫn đang điều tra thông tin về các nghi phạm thực hiện kế hoạch khủng bố này. Theo nhân chứng, các tay súng bắt đầu bắn vào dân thường ngay trước khi nhóm nhạc rock picnic biểu diễn trong khán phòng chật kín khán giả tại nhà hát ở ngoại ô phía tây Moscow, ước tính có 6.000 vé đã được bán hết. Các đoạn video quay lại vụ tấn công cho thấy những khoảnh khắc ám ảnh, các nạn nhân bỏ chạy trong sợ hãi khi tiếng súng liên tục vang lên, hoặc cùng tiếng la hét thất thanh, một số nạn nhân nằm bất động trong vụ máu. Đột nhiên có tiếng súng nổ phía sau chúng tôi, đó chính là tiếng súng. Tôi không biết điều gì đã xảy ra, Mọi người bắt đầu bỏ chạy hỗn loạn tới thang cuốn, mọi người đều la hét, một nhân chứng nói với Reuters. Một nhân chứng miêu tả, ít nhất 5 kẻ tấn công và chúng hành động như những chiến binh đã được huấn luyện, ngay sau khi vào tòa nhà, những kẻ sát nhân này đã sát hại nhân viên an ninh và những người đứng ở cửa, sau đó chúng đứng chặn cửa chính. Trong một đoạn video mà RT có được, ngay sau khi các nghi phạm khủng bố nổ súng, những tiếng hét thất thanh vang lên. Chúng đốt hội trường, chúng đang tấn công bằng súng trường. Người đàn ông quay video cho biết những kẻ tấn công đã xông vào phòng hòa nhạc và ngay lập tức nổ súng vào những hàng ghế đầu tiên chật kín người. Những người bên trong cố gắng trốn thoát nhưng những kẻ tấn công đã chặn ở các hành lang tòa nhà. Một cô gái kể lại rằng khi vụ nổ súng bắt đầu, cô nhìn thấy mọi người bỏ chạy, những kẻ tấn công đuổi theo sau. Tôi chạy vào trong một căn phòng, một vụ dẫm đạp bắt đầu từ đó, thật khủng khiếp, ở đó rất đáng sợ, trên thực tế không thể nhìn thấy gì bên trong vì có khói, cô cho hay một phóng viên của Sputnik, những kẻ tấn công đã xông vào khuôn viên nhà hát, nổ súng trường tự động, rồi ném lựu đạn hoặc bom cháy, gây ra hỏa hoạn trong khuôn viên tòa nhà. Mọi người trong nhà hát nằm sát xuống sàn để tránh bị trúng đạn trong vòng 15 đến 20 phút, rồi bắt đầu bỏ ra ngoài, phóng viên trên cho biết. Lực lượng hành pháp đã tới hiện trường, chính quyền Nga nói rằng khoảng 100 người đã được sơ tán khỏi tầng hầm của công trình. Alexander, một người sống sót sau vụ tấn công cho biết, Hai phút trước khi buổi hòa nhạc bắt đầu, có những tiếng nổ lớn từ các tầng dưới và loa phóng thanh thông báo với khán giả rằng đang có một vụ xả súng. Một nhân viên bảo vệ cho chúng tôi vào căn phòng chứa các bình nước hoặc bình chữa cháy, có khoảng 50 người ở đó giữa làn khói trong khoảng 25 đến 30 phút. Sau đó lực lượng cứu hộ của bộ dịch vụ khẩn cấp đã phá cửa. Chúng tôi đã rời đi theo nhóm. Tôi không nhìn thấy ai khi chạy ra ngoài, anh nói. Một số video được đăng tải trên mạng cho thấy Cảnh tượng kinh hoàng khi một số người cầu xin sự giúp đỡ từ nóc phòng hòa nhạc khi nó đang bốc cháy phía sau. Các video khác cho thấy, mọi người la hét, bò bằng tay và đầu gối ra khỏi địa điểm tổ chức ca nhạc hoặc chạy trốn xuống cầu thang. Một nhân chứng cho biết, anh ta đang chuẩn bị ngồi vào chỗ thì nghe thấy nhiều tiếng súng máy nổ và rất nhiều tiếng la hét. Tôi nhận ra ngay rằng đó là một tiếng súng tự động và hiểu rằng rất có thể đó là điều tồi tệ nhất. Một cuộc tấn công khủng bố, người đàn ông tên Alexei nói với AFP thị trường moscow sergey sobyanin gọi vụ tấn công là một thảm kịch khủng khiếp hôm nay một thảm kịch khủng khiếp đã xảy ra ở crocus city tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới người thân của các nạn nhân tôi đã chỉ thị cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho những nạn nhân trong vụ việc ông nói chính quyền nga đã phát động một cuộc truy lùng các tay súng trong vụ tấn công cảnh báo người dân ở moscow và các vùng ngoại ô đề phòng chính phủ nga chưa công bố danh tính bất kỳ nghi phạm nào ông medvedev cần trừng phạt người thân nhóm khủng bố phó chủ tịch hội đồng an ninh nga medvedev kêu gọi xử tử các tay súng và trừng phạt gia đình họ sau vụ tấn công khủng bố nhà hát gần moscow những kẻ khủng bố chỉ hiểu được sự trả đũa bằng vũ lực mọi cuộc điều tra và phiên tòa sẽ trở nên vô nghĩa nếu không dùng sức mạnh đáp trả bạo lực cũng như xử tử những tên khủng bố và trừng phạt gia đình chúng phải lấy máu đổi máu phó chủ tịch hội đồng an ninh nga dmitry medvedev đăng trên telegram hôm nay Ông Medvedev cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong sự việc, đồng thời cảnh báo sẽ truy đuổi và hủy diệt các quan chức chính quyền Ukraine nếu Moscow phát hiện dấu hiệu Kiev liên quan tới vụ khủng bố. Phát biểu đó ông Medvedev đưa ra sau khi nhiều tay súng mặc đồ ngụy trang xông vào nhà hát Krokos City Hall tại Kranokot, thành phố ngoại ô phía tây thủ đô Moscow của Nga, xả súng vào đám đông và ném bom gây cháy hại lớn vào tối ngày 22 tháng 3. Nhóm khủng bố sau đó lên xe tàu thoát trước khi lực lượng đặc nhiệm Nga tới hiện trường. Ủy ban điều tra Liên bang Nga cho biết hơn 60 người đã thiệt mạng và ít nhất 145 người bị thương, trong đó có nhiều trẻ em. Đây là một trong những vụ án tấn công khủng bố gây thương vong nặng nề nhất tại Nga suốt hàng chục năm qua. Giới chức Nga đã mở vụ án hình sự liên quan đến cuộc tấn công, nhưng cho rằng vẫn còn quá sớm để nói về số phận của những kẻ khủng bố. Phiến quân nhà nước Hồi giáo tự xưng nhận trách nhiệm về sự việc, tuyên bố các tay súng đã gây thương vong lớn và trở về căn cứ an toàn. Liên Hợp Quốc cùng hàng loạt nước lên án mạnh mẽ vụ khủng bố, trong khi Ukraine khẳng định không liên quan tới vụ việc. Nga từng trải qua hàng loạt vụ khủng bố trong vòng 25 năm qua, trong đó đậm máu nhất là cuộc tấn công nhà hát Dubrovka tại Moscow năm 2002 và trường học ở Beslan năm 2004 khiến hàng trăm người chết. Ông Medvedev cần trừng phạt người thân nhóm khủng bố Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev kêu gọi xử tử các tay súng và trừng phạt gia đình họ sau vụ tấn công khủng bố nhà hát gần Moscow. Những kẻ khủng bố chỉ hiểu được sự trả đũa bằng vũ lực. Mọi cuộc điều tra và phiên tòa sẽ trở nên vô nghĩa nếu không dùng sức mạnh đáp trả bạo lực. Cũng như xử tử những tên khủng bố và trừng phạt gia đình chúng, phải lấy máu đổi máu. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đăng trên Telegram hôm nay. Ông Medvedev cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong sự việc, đồng thời cảnh báo sẽ truy đuổi và hủy diệt các quan chức chính quyền Ukraine nếu Moscow phát hiện dấu hiệu Kiev liên quan tới vụ khủng bố. Phát biểu được ông Medvedev đưa ra sau khi nhiều tay súng mặc đồ ngụy trang xông vào nhà hát Krokus City Hall tại Rasnorod, thành phố ngoại ô phía tây thủ đô Moscow của Nga, xả súng vào đám đông và ném bơm xăng gây cháy lớn tối 22 tháng 3. Nhóm khủng bố sau đó lên xe tẩu thoát trước khi lực lượng đặc nhiệm Nga tới hiện trường. Ủy ban điều tra Liên bang Nga cho biết hơn 60 người đã thiệt mạng và ít nhất 145 người bị thương, trong đó có nhiều trẻ em. Đây là một trong những vụ tấn công khủng bố gây thương vong nặng nề nhất tại Nga suốt hàng chục năm qua. Giới chức Nga đã mở vụ án hình sự liên quan đến cuộc tấn công, nhưng cho rằng vẫn còn quá sớm để nói về số phận của những kẻ khủng bố. Phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tự xưng nhận trách nhiệm về sự việc, tuyên bố các tay súng đã gây thương vong lớn và trở về căn cứ an toàn. Liên Hợp Quốc cùng hàng loạt nước lên án mạnh mẽ vụ khủng bố, trong khi Ukraine khẳng định không liên quan tới sự việc. Nga từng trải qua hàng loạt vụ khủng bố trong vòng 25 năm qua, trong đó đậm máu nhất là cuộc tấn công nhà hát Durovka tại Moscow năm 2002 và trường học ở Beslan năm 2004, khiến hàng trăm người chết. Cộng đồng quốc tế lên án vụ khủng bố ở Nga Liên Hợp Quốc và loạt nước lên án mạnh mẽ vụ xả súng, khiến hơn 60 người chết ở Nga, trong khi Ukraine khẳng định không liên quan. Những hình ảnh đó thực sự khủng khiếp và rất khó chịu khi xem tâm trí của chúng tôi hướng về những nạn nhân của vụ tấn công tồi tệ này. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kipi ngày 22 tháng 3 cho biết đề cập vụ xả súng vừa xảy ra tại nhà hát ở Rasnorod, ngoại ô thủ đô Moscow của Nga, khiến hơn 60 người chết. Ông Kirby nói Mỹ đang thu thập thông tin về sự việc và cho biết chưa có dấu hiệu cho thấy chính phủ Ukraine và công dân Ukraine liên quan tới vụ khủng bố. Đại sứ quán Mỹ tại Nga hôm 7 tháng 3 từng cảnh báo về nguy cơ xảy ra tấn công cực đoan tại Moscow và khuyến cáo công dân Mỹ không tụ tập ở nơi đông người. Tuy nhiên, ông Kirby khẳng định Washington không biết trước về vụ tấn công tại nhà hát ở Prasnoyot. Thêm rằng cảnh báo hôm 7 tháng 3 không liên quan tới vụ việc. Mikheilobolitlaz, cố vấn của tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói Kiev không liên quan tới vụ tấn công chúng tôi có cuộc xung đột toàn diện tổng lực với quân đội chính quyền nga và liên bang nga dù vậy mọi thứ sẽ được quyết định trên chiến trường ông nói hội đồng bảo an liên hợp quốc lên án mạnh mẽ vụ tấn công hèn nhát và tàn ác các thành viên của hội đồng bảo an nhấn mạnh cần buộc các thủ phạm những người tổ chức cung cấp tài chính và hỗ trợ cho vụ khủng bố chịu trách nhiệm và bị đưa ra trước công lý cơ quan này thông báo cuba venezuela đức pháp và italy cũng chỉ trích mạnh mẽ cuộc tấn công và chia buồn với các nạn nhân những hình ảnh về vụ tấn công nhằm vào những người vô tội thật kinh hoàng, các thông tin liên quan phải được làm rõ nhanh chóng. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình nạn nhân, Bộ Ngoại giao Đức ra thông cáo. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng cộng đồng quốc tế có nghĩa vụ lên án tội ác khủng khiếp này, thêm rằng giới chức Nga đang dùng lực cứu người và Bà bày tỏ không hài lòng về tuyên bố của Mỹ khi Washington nói rằng Ukraine không liên quan tới sự việc. Có một câu hỏi lớn là Mỹ dựa vào đâu để đưa ra kết luận rằng ai đó không liên quan đến thảm kịch giữa lúc nó đang diễn ra, bà Zakharova nói. Nếu Mỹ và bất cứ nước nào có thông tin đáng tin cậy về sự việc, họ nên cung cấp cho Nga ngay lập tức. Nếu không có thì Nhà Trắng hay bất kỳ ai khác đều không có quyền đưa ra ý kiến. Tối 22 tháng 3, một nhóm tay súng mặc đồ ngụy trang và xả súng vào đám đông tham gia sự kiện của ban nhạc Picnic ở nhà hát Rokos City Hall tại Krasnorod, thành phố tiếp giáp phía Tây thủ đô Moscow của Nga. Nhân chứng tại hiện trường nói rằng các tay súng xông vào từ sảnh chính tòa nhà và bắn nhiều người ở khoảng cách gần, nhóm nghi phạm cũng ném các chai xăng gây cháy một phần tòa nhà trước khi bỏ trốn trên ô tô màu trắng. Đám cháy bùng phát tại nhà hát đã được khống chế. Nhóm nhà nước hồi giáo IS tự xưng đã nhận trách nhiệm về sự việc. Ủy ban điều tra Nga cho biết hơn 60 người thiệt mạng và 145 người bị thương. Trong đó có nhiều trẻ em. Đây là một trong những vụ khủng bố gây thương vong nặng nề nhất tại Nga suốt hàng chục năm qua. Nga đặt dấu hỏi về phản ứng của Mỹ sau vụ tấn công tại Moscow. Nga đã đặt dấu chấm hỏi về phản ứng của Mỹ ngay sau vụ tấn công khủng bố tại Moscow sau khi Washington nói chưa thấy bằng chứng Ukraine liên quan. Phát ngôn viên John Kirby của Hội đồng An ninh Quốc gia thuộc Nhà Trắng ngày 22 tháng 3 lên án vụ tấn công khủng bố tại Moscow sau khi các tay súng khai hỏa và đốt cháy. Trung tâm Thương mại và địa điểm hòa nhạc Crocus City, Ủy ban điều tra Nga sáng 23 tháng 3 cập nhật rằng hơn 60 người thiệt mạng sau vụ tấn công, theo FAB. Ông Kirby cho rằng Mỹ đang cố gắng thu thập thêm thông tin nhưng bác bỏ suy đoán về khả năng liên quan của Ukraine, cho rằng đến nay chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều đó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã đặt nghi vấn về phản ứng tức thì của Mỹ. Có những phản ứng gây nhiều dấu hỏi, đó chắc chắn là những bình luận từ Washington. Những người nói họ không thấy có dấu hiệu người Ukraine có thể liên quan trong cuộc tấn công khủng bố, bà Zakharova nói với kênh truyền hình Rosiaya 24. Cơ sở nào mà các quan chức Washington dựa vào để đưa ra kết luận về sự không liên quan của ai đó giữa thảm kịch như vậy là dấu hỏi lớn. Nếu Mỹ hay bất kỳ nước nào có thông tin đáng tin cậy về việc đó, họ nên cung cấp cho phía Nga ngay, nếu không có thông tin thì không ai, kể cả Nhà Trắng, có quyền làm thỏa mãn cho ai khác, bà Zakharova nói tiếp. Trước đó, Cố vấn Tổng thống Ukraine Mikhail Bodilat đã bác bỏ sự liên quan của Kyiv và nói rằng, Ukraine tuyệt đối không liên quan gì với những sự kiện này, chúng tôi có một cuộc chiến toàn diện với quân đội chính quyền Nga và với nước Nga. Dù vậy, mọi thứ sẽ được quyết định trên chiến trường, ông Bodilat nói. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã nhận trách nhiệm vụ tấn công đối với cảnh báo an ninh hôm 7 tháng 3 do Đại sứ quán Mỹ tại nga phát đi về khả năng những kẻ cực đoan có kế hoạch tấn công tại Moscow. Ông Kiby nói: "Tôi không cho rằng cảnh báo đó liên quan đến vụ tấn công cụ thể này. Đại sứ quán Mỹ tại Moscow khi đó đăng cảnh báo lên website kêu gọi toàn bộ công dân Mỹ rời khỏi nga ngay lập tức và tránh xa các buổi hòa nhạc đám đông. Đại sứ quán đang theo dõi những báo cáo rằng những kẻ cực đoan có kế hoạch sắp xảy ra." nhắm vào những nơi đông người tại Moscow, gồm các buổi hòa nhạc và công dân Mỹ nên tránh khỏi những nơi này trong 48 giờ tới, theo thông báo hôm 7 tháng 3 của Đại sứ quán. Các đồng minh của Mỹ như Anh, Canada, Hàn Quốc hay Latvia cũng lặp lại cảnh báo này và yêu cầu công dân của họ không đến Nga, theo Reuters. Tổng thống Serbia Alexander Vucic ngày 23 tháng 3 cho rằng cảnh báo của phương Tây cho thấy lực lượng tình báo của họ có thông tin về các vụ tấn công khủng bố tiềm tàng. Hôm 7 tháng 3, Đại sứ quán Mỹ cảnh báo công dân không nên đến các trung tâm mua sắm, sau đó Anh và một số nước khác làm theo. Điều này nghĩa là tình báo của họ đã nghe lén được một số cuộc đối thoại nào đó, có thông tin và biết điều gì đó sẽ xảy ra. Ông Vucic nói với kênh truyền hình Fra TV, TASS dẫn lại. Theo nhà ngoại giao Rodion Misonic của Bộ Ngoại giao Nga, Moscow sẽ đề nghị triệu tập cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vụ tấn công ngày 22 tháng 3, tôi chắc rằng các nhà ngoại giao của chúng tôi sẽ nêu vấn đề này tại cuộc họp hội đồng bảo an liên hợp quốc trong tương lai gần để tổ chức quốc tế lớn nhất có thể lên án những hành động này ông mirosnid nói theo reuters hội đồng bảo an liên hợp quốc đã lên án mạnh mẽ nhất cuộc tấn công khủng bố gây tẩm và hèn hạ tại moscow và nhấn mạnh cần bắt những kẻ tấn công những kẻ tổ chức tài trợ cho hành động này ra trước công lý hội đồng cũng kêu gọi tất cả các nước hợp tác với chính quyền nga và các cơ quan liên quan trong việc điều tra vụ tấn công này nhiều nước phương Tây, Liên minh châu Âu, EU lẫn các nước gần gũi với Nga đã đồng loạt lên án vụ tấn công và gửi lời chia buồn. Nga tập kích lớn vào các cơ sở năng lượng, Ukraine thiệt hại nặng. Nga và Ukraine công bố thiệt hại của Kiev sau khi Moscow mở cuộc tập kích lớn chưa từng có vào cơ sở năng lượng đối phương kể từ khi chiến sự bùng phát. Quân đội Nga tiến hành cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Ukraine hôm 22 tháng 3 bộ quốc phòng nga tuyên bố nước này đã ngăn chặn thành công khả năng sản xuất vũ khí và đạn dược mới của kiev trong thông báo nga nói rằng cuộc tấn công sử dụng vũ khí tầm xa và máy bay không người lái có độ chính xác cao nhằm vào các cơ sở năng lượng của ukraine khu phức hợp công nghiệp quân sự các nút giao thông đường sát kho vũ khí và các khu vực triển khai nơi quân đội ukraine và lính đánh thuê nước ngoài có mặt Kết quả của cuộc tấn công là các doanh nghiệp, công nghiệp sản xuất và sửa chữa vũ khí, thiết bị quân sự và đạn dược đã dừng hoạt động, thông báo viết. Theo thống kê từ phía Ukraine, Nga bắn hơn 150 tên lửa, UAV vào các mục tiêu đối phương, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Galochenko. nhấn mạnh đây có thể xem là một cuộc tập kích lớn nhất nhằm vào cơ sở năng lượng của phía Kiev kể từ khi chiến sự bùng phát giữa hai nước hơn hai năm trước. Theo Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Ukraine, ít nhất 5 thường dân thiệt mạng, 14 người khác bị thương và 3 người mất tích. Các vụ tấn công nhằm vào mục tiêu ở vùng Zaporizhia, Khmelnytskyi, Odessa, Dnipropetrovsk, Potava, Mykolaiv, Vinnytsia, Lviv và Ivano-Frankivsk. Tình trạng mất điện trên diện rộng được ghi nhận. Ở Kakov, khoảng 700.000 người dùng vẫn chưa có điện. Nhà điều hành lưới điện Ukraine cho biết đã xảy ra tình trạng mất điện khẩn cấp tại 7 khu vực trên khắp đất nước. Nga tuyên bố các cuộc tấn công đã phá hủy các thiết bị quân sự do NATO cung cấp cho Kiev. Nga nói thêm rằng họ đã làm gián đoạn việc chuyển quân Ukraina ra tiền tuyến, trong khi tấn công các khu vực nơi quân đội và lính đánh thuê nước ngoài đang hồi phục sau trận chiến. Tuyên bố nhấn mạnh tất cả các mục tiêu của cuộc tấn công lớn đã được hoàn thành. Truyền thông Ukraina đăng tải những bức ảnh cho thấy thiệt hại nặng của phía Kiev một trong những cuộc tấn công lớn là nhằm vào nhà máy thủy điện Dnep ở thành phố Zaporizhia do Ukraine kiểm soát. Người đứng đầu công ty năng lượng Ukraine Uhydronego Ikosirota cho biết nhà máy trên đã hư hại nghiêm trọng. Chúng tôi đang mất nhà máy, ông cảnh báo. Ông nói thêm rằng tổ máy thứ hai của nhà máy đã bị trúng đạn và bộ phận hỗ trợ đã bị hư hỏng. Nói cách khác, Dnep HPP2 đang trong tình trạng nguy kịch. Dnep HPP1 cũng không hoạt động. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, chỉ trong tuần qua, Moscow đã thực hiện 49 cuộc tấn công tầm xa có độ chính xác cao, bao gồm cả bằng tên lửa siêu vượt âm Kinza và các mục tiêu của Ukraine. Cơ quan này nhấn mạnh rằng, các cuộc tấn công này nhằm trả đũa cho cáo buộc Kiev liên tục pháo kích vào các khu vực biên giới cũng như nỗ lực xâm nhập vào lãnh thổ Nga. Nga cho biết thêm, các cuộc tấn công đã tấn công thành công vào các trung tâm chỉ huy, sân bay và cơ sở công nghiệp của Ukraine, Kho chứa máy bay không người lái của không quân và hải quân, căn cứ hậu cần, cũng như các khu vực triển khai của quân đội và lính đánh thuê Ukraine. Kiev nói Moscow dùng 151 tên lửa và UAV tự sát trong đòn tập kích lớn nhất nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine gây mất điện diện rộng. Không quân Ukraine cho biết, Nga dạng sáng nay triển khai 40 tên lửa hành trình KH-101-555 và 5 tên lửa diệt hạm siêu nhanh KH-22 phóng từ oanh tạc cơ chiến lược 7 quả đạn siêu vật âm Kinza, 34 tên lửa đạn đạo Iskander-M và phòng không hoán cải S-300, hai tên lửa chiến thuật KH-59 cùng 63 máy bay không người lái, tự sát kiểu xa 136 131 nhằm vào nước này. Lực lượng phòng không đã bắn hạ 55 UAV tự sát, 35 tên lửa hành trình KH-101 sợt 555 và hai quả đạn KH-59, cơ quan này cho hay. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Galuchenko cho biết đây là cuộc tập kích lớn nhất nhằm vào hạ tầng năng lượng của nước này kể từ khi chiến sự bùng phát. Ít nhất 3 người thiệt mạng và 14 người bị thương, trong khi 3 người đang mất tích sau cuộc không kích. Video trên mạng xã hội cho thấy, nhà máy thủy điện Dnepr tại thành phố Zaporizhia do Kiev kiểm soát, nơi có đập nước lớn nhất Ukraine, bị trúng tên lửa hành trình Kh-101. Công ty thủy điện Uhidronago xác nhận hạ tầng tại đây bị hư hại và xảy ra cháy, nhưng không có nguy cơ vỡ đập nước. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên án cuộc tấn công, nói rằng nhân viên lực lượng đang nỗ lực khôi phục nguồn cung năng lượng tại 9 tỉnh. 15 tiếng nổ được nghe thấy tại thành phố Kakov, ở miền Bắc. Thị trưởng Iho Terekov thông báo hệ thống đèn giao thông và nhiều trạm bơm nước đã ngừng hoạt động. Oleksandr Vinkun, thị trưởng thành phố Griviri ở miền trung Ukraine, Nói rằng nhiều tiếng nổ đã vang lên tại đô thị này nhưng không cung cấp chi tiết. Giới chức thành phố miền Trung Vinnytsia tiết lộ hạ tầng thiết yếu ở khu vực này đã bị hư hại. Công ty điện lực tư nhân Ukraine Detect cho hay một số nhà máy nhiệt điện cũng bị trúng đòn tập kích, cảnh báo tình trạng mất điện ở tỉnh Dnipro ở đông nam đất nước. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở năng lượng, nhà máy công nghiệp quốc phòng, ga đường sắt, kho đạn, điểm đóng quân của lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Các doanh nghiệp sản xuất vũ khí, thiết bị quân sự và đạn dược đã ngừng hoạt động. Đối phương cũng mất nhiều vũ khí được các nước NATO viện trợ. Đòn tập kích cũng làm gián đoạn hoạt động chuyển quân dự bị ra tiền tuyến và phá hủy nhiều khu vực, phục hồi sức chiến đấu của các đơn vị Ukraine, cơ quan này cho hay. Nga đã mở nhiều đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine từ cuối tháng 12 năm 2023 Giới chức Ukraine thừa nhận các cơ sở quân sự nằm trong những mục tiêu bị Nga tập kích trong thời gian qua, song thường không nêu chi tiết khi đề cập đến chúng. Moscow không tấn công hạ tầng năng lượng của Kiev trong mùa đông năm 2023, mà tập trung vào hạ tầng công nghiệp quốc phòng của đối phương. Trong bối cảnh Ukraine tăng cường nỗ lực sản xuất, vật tư quân sự trong nước để đảm bảo nguồn cung ổn định và bớt phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài đợt tập kích dồn dập của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine mùa đông năm 2022 làm hư hỏng đáng kể điện lưới của nước này, buộc nhiều đô thị cắt điện và nước nóng luân phiên. Bất chấp Kiev tìm cách tăng cường năng lực phòng không, các quan chức nước này vẫn lo ngại nguy cơ cắt điện và nước nóng tái diễn khi lưới điện chưa được phục hồi hoàn toàn. Nga khoét thêm vào phòng tuyến kiên cố của Ukraine, chiếm thêm lãnh thổ. Nga liên tục tấn công vào tuyến phòng thủ mà Ukraine tuyên bố đã xây dựng ổn định và giành được 2 phần 3 khu vực chủ chốt trên tuyến này. Bộ Quốc phòng Nga ngày 21 tháng 3 tuyên bố, Moscow đã giành được từ tay Ukraine làng Tonekio ở Donetsk. Ngôi làng này đã chứng kiến hoạt động giao tranh khốc liệt trong vài tuần qua, sau khi Nga chiếm được Adika vào giữa tháng 2. Ngôi làng này là một phần của tuyến Oloka-Tonekio-Petichi, nằm ở phía tây bắc Adika. Theo ước tính của Moscow, trong khoảng thời gian 24 giờ qua, lực lượng Ukraine đã mất hơn 320 binh sĩ, một xe tăng, bốn xe bọc thép và bảy xe không bọc thép. Quân đội Ukraine trước đó tuyên bố đã thiết lập các vị trí phòng thủ kiên cố dọc theo phòng tuyến Oloka, Tenokio, Petrichi sau khi ADK thất thủ. Việc phòng thủ chủ yếu dựa vào hệ thống ao hồ, kênh rạch trải dài dọc theo ba ngôi làng. Hồi đầu tuần, Nga tuyên bố đã kiểm soát được Oloka, các đôi phòng tuyến một cách hiệu quả và làm gián đoàn hoạt động liên lạc của Ukraine giữa Tonekio và Pedici. Hiện thời, giao tranh vẫn diễn ra khốc liệt ở Petichi. Ukraine vẫn đang tích cực đổ quân dự bị vào khu vực, tìm cách củng cố phòng tuyến. Theo phía Nga, lực lượng của Kiev đã mất khoảng 400 binh sĩ trong khu vực mỗi ngày sau nhiều lần tổ chức các cuộc phản công bất thành. Ukraine chưa bình luận về những thông tin mà Nga đã đưa ra. Trước đó, để bảo vệ phòng tuyến Oloka Tetnokio pedechi Ukraine đã đưa ra chiến trường xe tăng M1 Abram do Mỹ viện trợ sau nhiều tháng cất trong kho. Tuy nhiên, quân đội Nga cho rằng xe tăng này chưa đủ để ngăn đà tiến của nước này và Moscow đã phá hủy ít nhất 4 chiếc Abram từ cuối tháng trước. Adika được coi là cửa ngõ của vùng Donbass, miền đông Ukraine, là mắt xích quan trọng trong kế hoạch của Nga nhằm kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass. Kể từ tháng 10 năm ngoái, Nga liên tiếp mở các đợt tấn công vào Adika. Kiểm soát Adika là một trong những dấu hiệu mới nhất cho thấy Nga đã nắm thế chủ động trên chiến trường sau cuộc phản công mùa hè không đạt được kỳ vọng của Ukraine. Trong khi đó, đô đốc Rob Bauer, chủ tịch Ủy ban quân sự NATO ngày 21 tháng 3, kêu gọi Ukraine cần huy động thêm binh sĩ để bù đắp tổn thất trên chiến trường. Ukraine không chỉ cần lựu đạn, xe tăng và xe bọc thép mới. Thật không may, bạn còn cần binh sĩ sau khi nhiều quân nhân thương vong, ông Bauer nói. Ông nhấn mạnh, trong khi phương Tây có thể cung cấp tiền và đạn dược, thì Ukraine cần phải đưa ra tiền tuyến nhân lực vì đất nước của họ đang bị đe dọa. Ukraine đã có những cuộc thảo luận vào tháng 12 năm ngoái về sự cần thiết của việc tuyển thêm 500.000 lính nghĩa vụ mới để bổ sung cho các lữ đoàn tiền tuyến và thành lập các lữ đoàn mới. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó cho biết Kiev không cần huy động quá nhiều người. Mặt khác, Quốc hội Ukraine vẫn chưa bỏ phiếu về việc sửa đổi luật tuyển quân khi các đề xuất đã làm dấy lên cuộc tranh luận gây gắt thời gian qua. Ngoài ra, ông Bauer tin tưởng vào khả năng giành chiến thắng của Ukraine. Ông nói, những người bi quan không thắng được cuộc chiến, và nếu bạn nhìn vào thực tế, có mọi lý do để tin tưởng vào khả năng đạt được thành công của mình. Nga tăng tốc cổ máy quân sự, sản xuất linh kiện đạn pháo gấp 22 lần. Nga công bố tình hình sản xuất vũ khí trong cuộc chiến tiêu hao với Ukraine, trong đó sản lượng linh kiện đạn pháo tăng lên tới gấp 22 lần sau một năm. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm ngày 21 tháng 3 cho biết, sản lượng đạn pháo của nước này đã tăng gần 2,5 lần trong năm qua, trong khi sản lượng linh kiện pháo đã tăng gấp 22 lần khi Moscow đang chạy đua để sản xuất vũ khí nhanh hơn mức phương Tây có thể cung cấp cho Ukraine. Thế áp đảo hiện nay của Nga trong sản xuất pháo binh là yếu tố có thể giúp quyết định diễn biến của cuộc chiến Ukraine, vốn chủ yếu diễn ra bằng pháo binh và máy bay không người lái. Vào thời điểm phương Tây lo ngại, Moscow sẽ giành được nhiều chiến thắng hơn nữa trên chiến trường. Hồi đầu tháng, CNN dẫn lời tình báo phương Tây cho hay, Nga đang trên đà sản xuất đạn pháo gấp 3 lần sản lượng mà cả Mỹ và EU cộng lại để hỗ trợ cho Ukraine. Tại cuộc họp với các nhà sản xuất vũ khí, Bộ trưởng Sergu cho biết, mệnh lệnh mở rộng sản lượng sản xuất pháo đã thành công sớm hơn nhiều so với kế hoạch và ca ngợi các công nhân đã làm việc suốt ngày đêm. Bộ trưởng Sergu cho biết, sau khi bắt đầu vận hành các cơ sở mới, sản lượng sản xuất đạn pháo thực tế đã tăng gần 2,5 lần Ngoài ra, sản lượng linh kiện cho loại đạn này đã tăng gần 22 lần, 75% số linh kiện đang được phục hồi. Ông cho biết, Nga có nhiều mục tiêu tham vọng hơn trong năm nay, nhưng không nêu chi tiết. Một công nhân quốc phòng tiết lộ rằng, sản lượng vũ khí tại nhà máy mà ông đang làm việc trong một tháng bằng những gì cơ sở này từng sản xuất trong cả năm. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng nước này đang vào cuộc sản xuất bơm lượng thông minh với sản lượng gia tăng ấn tượng. Bộ trưởng Sergei Shogu đã được báo cáo về tình hình sản xuất bơm lượng. Theo đó, sản lượng bơm FAB-500 đã tăng lên gấp nhiều lần. Hoạt động sản xuất FAB-1500 đã tăng gấp đôi trong khi FAB-3000 đã bắt đầu được sản xuất hàng loạt từ tháng 2. Bộ trên cho biết, đề cập lần lượt tới các quả bơm nặng 500 kg, 1,5 tấn và 3 tấn. Ngoài ra, tầm tấn công của vũ khí cũng gia tăng đáng kể cùng với đạn pháo, bơm lượng thông minh của Nga đang gây ra tác động tâm lý to lớn tới binh sĩ Ukraine. Nhiều quân nhân của phía Kiev thừa nhận đây là vũ khí đáng sợ nhất của Nga. Hồi đầu tuần, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Ivan Harilut cho biết, trong 77 ngày đầu tiên của năm 2024, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã sử dụng tới 3.500 quả bơm gắn thiết bị dẫn đường UMBK để tấn công Ukraine. Con số này nhiều gấp 16 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trung bình, Nga đang ném xuống các mục tiêu của Ukraine, 50 quả bơm dẫn đường mỗi ngày, gây tàn phá nghiêm trọng các phòng tuyến của Kiev. Bản chất bơm lượng thông minh là những quả bơm không dẫn đường có từ thời Liên Xô, được Nga gắn thêm thiết bị có khả năng định vị mục tiêu, làm gia tăng đáng kể sự chuẩn xác của quả bơm. Sức công phá của đầu đạn cũng khiến loại vũ khí này trở nên đặc biệt nguy hiểm khi nó có thể tàn phá một khu vực rộng lớn. Nga chấp thời cơ xuyên phá phòng tuyến, chiếm thêm lãnh thổ từ Ukraine. Nga tận dụng việc Ukraine cạn kiệt cả vũ khí tấn công và phòng thủ để tăng tốc tấn công và đã chiếm thêm lãnh thổ của đối phương. Nga ngày 19 tháng 3 thông báo quân đội nước này tiếp tục đạt được đà tiến ở Ukraine, giành được làng Olipka ở khu vực Adipka ở mặt trận miền đông. Thiếu nghiêm trọng vũ khí do viện trợ nhỏ giọt từ phương Tây, Ukraine đang phải gồng mình để đối phó với các mũi tiến công ồ ạt của Nga. Sau khi Adipka thất thủ hồi tháng trước, quân đội Ukraine buộc phải rút lui về các tiền tuyến phòng thủ dọc theo Tonenke, Berdychi và Olipka. Tuy nhiên, Ukraine đang phải đối mặt với một đối thủ có tiềm lực quân sự dồi dào và khả năng sản xuất vũ khí mạnh mẽ như Nga. Nga tận dụng thời điểm đối thủ đang thiếu vũ khí để đẩy mạnh các cuộc tấn công trên toàn tuyến. Đặc biệt là ở khu vực Adipka, nơi thành trì kiên cố nhất của đối phương đã bị sụp đổ và các phòng tuyến ở khu vực lân cận tương đối sơ sài. Trong vài tuần qua, Nga đã giành được thêm một số lãnh thổ từ vùng Ukraine. Trong nhiều tháng qua, Ukraine nhiều lần kêu gọi các đồng minh tăng tốc viện trợ, tuy nhiên họ chưa nhận được các vũ khí cần thiết như kỳ vọng. Tại Mỹ, mâu thuẫn nội bộ giữa phe Dân Chủ và Cộng Hòa khiến đề xuất viện trợ 60 tỷ USD tiếp tục mắc kẹt ở cơ quan lập pháp. Ngoài ra, khối phương Tây vẫn chưa tăng tốc sản xuất vũ khí bắt kịp với tốc độ tiêu hao của cuộc chiến dẫn tới các điểm nghẽn trong việc hỗ trợ giúp Ukraine duy trì tiềm lực quân sự. Mặt khác, theo AFP, Ukraine và các nhóm vũ trang thân Kiev trong thời gian qua đã tăng cường tấn công xuyên biên giới vào Nga. Dường như, trong một cuộc nỗ lực buộc Nga phải tái cơ cấu lại lực lượng tinh nhuệ trên tiền tuyến và bảo vệ lãnh thổ. Trong tuần qua, các cuộc tấn công này đã khiến 16 người thiệt mạng và làm bị thương gần 100 người ở vùng Belgorod. Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết Nga tuyên bố đã chặn các cuộc tấn công vào vùng biên giới và khiến Ukraine chịu thiệt hại nặng nề. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi những người Nga đang chiến đấu trong các nhóm vũ trang thân Ukraine là kẻ phản bội và chỉ thị cơ quan an ninh của Nga định danh cũng như trừng phạt những người này. Nga thừa nhận sử dụng Su-35, sai lầm dẫn tới tổn thất tại Ukraine. Chuyên gia quân sự Nga Alexei Lenkov đã thừa nhận việc sử dụng sai mục đích chiến đấu cơ Su-35 của không quân Nga trên bầu trời Ukraine khiến dòng tiêm kích này bị thiệt hại nặng. Chiến thuật sai lầm của không quân Nga thời kỳ đầu Khi bắt đầu cuộc xung đột tại Ukraine, máy bay chiến đấu Su-35 của Nga đã vượt qua sự mong đợi của họ trong trận không chiến. Các nguồn tin của Nga thậm chí còn nhận định rằng một chiếc Su-35 đã giành được ít nhất 7 chiến thắng trước máy bay Ukraine. Nhưng cách đây vài tuần, Người phát ngôn chính thức của nhà sản xuất Subalam ở Komsomolsk-on-Amur thừa nhận rằng hiệu suất của loại chiến đấu cơ này trong không phận Ukraine không đạt được kỳ vọng. Chuyên gia quân sự Nga Alexey Lenkov cung cấp những hiểu biết sâu sắc có giá trị về tình huống có vẻ mâu thuẫn này. Chuyên gia Lenkov giải thích rằng những hạn chế trong thiết kế ban đầu của Subalam có thể là yếu tố góp phần tạo nên những thất bại không đáng có này. Nó ban đầu được thiết kế để chiếm ưu thế trên không hoặc tấn công các mục tiêu mặt đất bằng bom hay tên lửa không đối đất. Do đó, hoàn toàn hợp lý khi chứng kiến hiệu suất tăng vọt khi một chiếc Su-35 bắn rơi nhiều máy bay Ukraine. Với khả năng cơ động vượt trội, tốc độ tối đa Mach 2,5 vũ khí ấn tượng, hệ thống radar điện tử hàng không hiện đại, Su-35 tương đương vượt trội hơn mi 29 hay Su-27 của Ukraine. Tuy nhiên, trước sức nóng của mặt trận, nhiều lần Su-35 buộc phải hạ độ cao xuống thấp hơn dù nó là loại chiến đấu cơ chiếm ưu thế trên không. Việc thiếu vũ khí dẫn đường tầm xa buộc loại chiến đấu cơ thế hệ 4 cộng của Nga phải làm nhiệm vụ ném bom thường, đôi khi còn sử dụng phương pháp ném bom bổ nhào như hồi Thế chiến 2. Chính việc phải ném bom thường theo phương pháp cổ điển này đã đưa Su-35 trực tiếp vào vùng tiêu diệt của các loại vũ khí phòng không, cố định hay di động của Ukraine, đặc biệt là tên lửa phát vai Stinger của Mỹ viện trợ. Nga thừa nhận, Mạng lưới dày đặc các hệ thống phòng không tầm thấp của Ukraine đã đặt ra thách thức ghê gớm ngay cả đối với các máy bay ưu Việt như Su-35. Đến tháng 11 năm 2023, tổng cộng 5 chiếc Su-35 đã bị phòng không Ukraine bắn hạ. Ngoài ra, đầu năm 2024 còn có thông tin về việc tên lửa Patriot của Ukraine bắn hạ thêm hai chiếc khác. Một yếu tố khác cần lưu ý là khả năng lỗi của con người Việc điều khiển loại tiêm kích một người lái này không hề đơn giản bởi nó là một chiếc máy bay cực kỳ phức tạp, đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ năng và kinh nghiệm sâu rộng để vận hành trơn tru. Việc đào tạo không đầy đủ hoặc thiếu kinh nghiệm có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả chiến đấu của phi công, sau đó là của máy bay. Hơn nữa, điều quan trọng cần lưu ý là hiệu suất của máy bay phụ thuộc vào sự hỗ trợ, bảo trì chất lượng cao, đồng bộ chuyên sâu việc không cung cấp dịch vụ bảo trì cần thiết hoặc gián đoạn chuỗi cung ứng của Nga có thể gây ra các sự cố kỹ thuật làm suy giảm khả năng chiến đấu của chúng. Ngoài ra, việc chiến đấu cơ Ukraine không hoạt động thường xuyên trên chiến trường Ukraine khiến số Su-35 thất nghiệp làm một số người cho rằng nó là một thất bại. Điều thú vị là các nhà phân tích cho rằng, chỉ huy không quân Nga có thể đã nhận ra mối đe dọa của Su-35 đối với các loại tên lửa phòng không của Ukraine như Patriot, Aristide, Nasams hoặc S300. Những yếu tố đã phân tích ở trên, bắt buộc không quân Nga phải thay đổi cách tiếp cận của loại chiến đấu cơ chủ lực số 1 của họ ở Ukraine từ đầu năm 2023, khi Cho Su-35 bay xa chiến tuyến, sẵn sàng chế áp lực lượng phòng không đối thủ bằng tên lửa chống radar và tiêu diệt các máy bay chiến đấu Ukraine bằng tên lửa không đối không tầm xa. Với chiến thuật mới này, chuyên gia Asip đang quan cho rằng Su-35 đã buộc các máy bay chiến đấu Ukraine phải hoạt động ở độ cao thấp hơn. Hậu quả là máy bay quân sự Ukraine trở nên dễ bị bắn hạ như chính Su-35 trước kia. Tuy nhiên, không giống như Nga, Ukraine gần như không chịu tổn thất, đơn giản là họ ít máy bay chiến đấu. Bên cạnh đó, số máy bay quý giá đó đã được sử dụng để phóng vũ khí tầm xa do phương Tây viện trợ, chứ không phải đi thả bom thường như Su-35 của Nga trong giai đoạn đầu cuộc xung đột. Su-35 hay Su-57 sẽ là tương lai của không quân Nga. Sau một phân tích gần đây được thực hiện tại Mỹ vào năm 2024, người ta đã nhận thấy có sự thay đổi đáng kể trong sản xuất máy bay chiến đấu của Nga. Có vẻ như Moscow đang chuyển trọng tâm sang việc sản xuất hàng loạt chiến đấu cơ tàng hình Su-57, do đó dường như đã hạ gục Su-35 xuống vai trò thứ yếu. Tuy nhiên, việc này không khiến Su-35 hoạt động kém hiệu quả. Trên thực tế, nếu loại bỏ sự tuyên truyền từ cả Nga lẫn Ukraine, nó nổi lên như một chiến đấu cơ ưu Việt được xếp ở đâu đó giữa máy bay thế hệ thứ tư và thứ năm xem xét số lượng đáng kể, thông tin sai lệch được lưu hành bởi cả hai bên. Việc xác định chính xác tính hiệu quả và thiếu thông tin về hoạt động của dòng tiêm kích này trên chiến trường Ukraine là khá khó khăn. Các nhà phân tích Mỹ cho rằng, danh tiếng suy giảm của Su-35 ở Ukraine là chất xúc tác khiến cho các khách hàng dường như chắc chắn mua loại máy bay này lăn tăn. Tuy nhiên, tình hình thực tế có thể hoàn toàn khác. Rõ ràng là Washington đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn các nước như Ai Cập hay Indonesia mua Su-35 thông qua việc Mỹ thực thi cắt xa, đạo luật chống lại kẻ thù của nước Mỹ thông qua trừng phạt, có thể gây ra hậu quả kinh tế cho những khách hàng tương lai của dòng tiêm kích ưu Việt này. Su-35 không chỉ là hổ giấy Su-35 là máy bay chiến đấu đa năng, hiện đại, được sản xuất bởi Cục Thiết kế Sukhoi nổi tiếng ở Nga. Đây cũng là phiên bản nâng cấp cuối cùng của dòng Su-27 Flanker, chứ danh của Liên Xô, được không quân Nga phân loại thế hệ máy bay 4 cộng. Thiết kế của nó là chiếm ưu thế trên không tầm xa, có tính linh hoạt đặc biệt. Về mặt công nghệ, máy bay sở hữu nhiều tính năng tiên tiến, khi được trang bị hai động cơ AL41F1S tạo ra lực đẩy tối đa 142 kN khi kích hoạt bộ đốt sau, giúp đạt tốc độ tối đa Mach 2,25 ở độ cao lớn và có thể đạt tới trần bay tới 18.000 m. Phạm vi hoạt động của Su-35 khá đáng kinh ngạc chỉ riêng với nhiên liệu bên trong. Nó có bán kính chiến đấu là 1.600 km. Khi được trang bị thùng dầu phụ gắn ngoài, phạm vi hoạt động sẽ mở rộng lên tới 4.500 km. Điều này cho thấy nó thực sự là một máy bay chiến đấu tầm xa có thể thực hiện các nhiệm vụ ở xa căn cứ. Khi nói đến hệ thống điện tử hàng không, nó vượt trội với một loạt hệ thống công nghệ cao như điều khiển bay bằng phần mềm kỹ thuật số tiên tiến, buồng lái kính hiện đại, chứa đầy màn hình và mũ phi công gắn hệ thống ngắm mục tiêu. Ngoài ra, nó còn được trang bị hệ thống tác chiến điện tử nhằm mục đích tự vệ. Khả năng phát hiện mục tiêu của Subalam được hỗ trợ bởi radar quét mảng pha điện tử thụ động IBIS-E, có thể phát hiện các mục tiêu trên không ở khoảng cách lên tới 400 km và theo dõi đồng thời tới 30 mục tiêu, tấn công tối đa 8 mục tiêu cùng lúc. Ngoài ra, radar IBIS-E có chế độ lập bản đồ mặt đất và có thể phát hiện và giám sát máy bay thẳng hình. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, hệ thống vũ khí của Su-35 rất đa dạng và mạnh mẽ. Máy bay có 12 giá treo, có thể hỗ trợ nhiều loại vũ khí, bao gồm tên lửa không đối không, tên lửa không đối đất, tên lửa chống hạm và bom. Nó còn được trang bị pháo tự động GSH-31 cỡ nòng 30mm cho các tình huống chiến đấu tầm gần. IS tấn công khủng bố gần Moscow, ít nhất 60 người chết. IS tuyên bố đã tiến hành vụ xả súng ném bơm răng tại nhà hát ở Granulot, ngoài ô Moscow, khiến hơn 60 người chết. Những kẻ tấn công mặc đồ ngụy trang xả súng vào đám đông tham gia sự kiện của ban nhạc Picnic ở nhà hát Crossers City Hall tại Granuros, thành phố tiếp giáp phía Tây thủ đô Moscow của Nga, tối 22 tháng 3. Nhân chứng tại hiện trường nói rằng các tay súng mang súng trường AK bước vào sảnh chính, bắn những người đang tập trung ở cửa kháng vòng. Nhóm vũ trang sau đó tiến vào kháng phòng, tiếp tục nổ súng vào khán giả ở khoảng cách gần, ném bơm xăng, gây cháy một phần tòa nhà. Các tay súng nhanh chóng rời khỏi nhà hát, bỏ trốn trên ô tô màu trắng. Văn phòng Tổng công tố Nga cho biết vụ nổ súng xảy ra khi buổi hòa nhạc chưa bắt đầu. Quản lý ban nhạc picnic cho hay các nghệ sĩ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Ủy ban điều tra Liên bang Nga cho biết hơn 60 người đã thiệt mạng và ít nhất 145 người bị thương, trong đó có nhiều trẻ em. Đây là một trong những vụ tấn công khủng bố gây thương vong nặng nề nhất tại Nga suốt hàng chục năm qua. Đột nhiên nhiều tiếng súng vang lên phía sau chúng tôi, mọi người bắt đầu chen nhau bỏ chạy về phía thang máy, tất cả đều gào thét. Một nhân chứng giấu tên kể lại. Giới chức Nga đã triển khai lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố và xe cứu hỏa đến hiện trường ứng phó. Đám cháy bùng phát tại nhà hát đã được khống chế. Phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tự xưng sau đó đăng thông điệp lên Telegram tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công nhưng không đưa ra bằng chứng. Các thành viên của chúng tôi đã tấn công cuộc tụ tập lớn của những người công giáo tại thành phố Rasnorod, làm chết và bị thương hàng trăm người, gây thiệt hại lớn cho địa điểm này trước khi rút về căn cứ an toàn, tuyên bố của IS có đoạn. Bộ Ngoại giao Nga gọi đây là vụ tấn công khủng bố đảm máu. Ủy ban điều tra Liên bang Nga thông báo mở vụ án hình sự liên quan đến cuộc tấn công, cho hay vẫn còn quá sớm để nói về số phận của những kẻ khủng bố. Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã nhận thông tin cập nhật liên tục về vụ khủng bố ngay khi sự việc xảy ra và đưa ra những chỉ đạo cần thiết. Ông Putin chúc những người bị thương nhanh chóng bình phục, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn tới các bác sĩ tham gia cứu chữa nạn nhân. Mỹ, nhiều nước châu Âu và các quốc gia Ả Rập đã lên án vụ tấn công, gửi lời chia buồn đến các gia đình nạn nhân. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án cuộc tấn công khủng bố hèn hạ và đáng ghê tởm. Mikhailo Bodilac, cố vấn của Tổng thống Ukraine, khẳng định Kiev không liên quan đến vụ khủng bố. Quan chức Mỹ nói rằng nước này có thông tin tình báo xác nhận IS đứng sau sự việc. Nhà hát Krokos City Hall ở thành phố Rasnurod nằm cách điện Kremlin khoảng 16 km. Nga đã siết chặt an ninh tại sân bay, đầu mối giao thông và toàn bộ khu vực thủ đô Moscow. Mọi sự kiện đông người trên khắp nước Nga đã bị hủy. Nga trải qua hàng loạt vụ khủng bố trong vòng 25 năm qua. Trong đó, đảm máu nhất là cuộc tấn công nhà hát Dubrovka tại Moscow năm 2002 và trường học ở Beslan năm 2004. Vụ khủng bố nhà hát Dubrovka ở Moscow xảy ra vào ngày 23 đến ngày 26 tháng 10 năm 2002, khi một nhóm phiến quân Chechnya bắt các diễn viên và khán giả làm con tin. Lực lượng an ninh tấn công sau 3 ngày đàm phán, tiêu diệt toàn bộ nhóm khủng bố và giải cứu các con tin. Tuy nhiên, 130 người đã thiệt mạng trong thảm kịch này. 2 năm sau, 30 tay súng Hồi giáo trang bị súng trường và đại bơm tự sát tấn công trường học tại thành phố Beslan, miền Nam nước Nga vào ngày khai giảng 1 tháng 9 năm 2004. Nhóm khủng bố bắt hàng trăm người lớn và trẻ em làm con tin và không cho họ ăn uống trong 3 ngày liền. Những tên khủng bố sau đó bất ngờ kích nổ bơm, buộc lực lượng an ninh Nga đột kích để cứu con tin. Vụ khủng bố làm 334 người thiệt mạng, trong đó có 318 con tin, toàn bộ nhóm phiến quân cũng bị tiêu diệt. Ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố tại trung tâm mua sắm và tổ hợp hòa nhạc Rostov City Hall, phía tây bắc Moscow. Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB cho biết, ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố tại trung tâm mua sắm và tổ hòa nhạc Rodgers City Hall phía tây bắc Moscow tối 22 tháng 3. Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp, khoảng 100 người đã được lực lượng cứu hỏa hộ tống đến nơi an toàn. Các đơn vị cứu hỏa và cứu hộ đang hoạt động khẩn trương, công việc đang được tiến hành để giải cứu những người khác thoát khỏi mái nhà bằng thang mái. Theo truyền thông địa phương, có thể có khoảng 6.200 người trong tòa nhà khi vụ nổ súng bắt đầu do buổi hòa nhạc của ban nhạc Rock Picnic đã bán hết vé. Các tay súng được cho là mặc đồ ngụy trang và xả súng vào đám đông. Rokos City là một trung tâm mua sắm và địa điểm âm nhạc lớn ở phía tây bắc thủ đô Nga. Đây là một trong những vụ tấn công khủng bố gây thương vong nặng nề nhất tại Nga suốt hàng chục năm qua. Bộ Ngoại giao Nga gọi đây là vụ tấn công khủng bố đẫm máu, trong khi Ủy ban Điều tra Liên bang Nga thông báo đã mở vụ án hình sự liên quan đến cuộc tấn công. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev khẳng định thủ phạm và bên tổ chức vụ tấn công khủng bố phải bị truy lùng không thương tiếc. Ông cũng gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng và động viên người thân của những người bị thương. Nạn nhân vụ xả súng ở nhà hát Nga dẫm lên nhau chạy trốn. Nhân chứng kể lại khoảnh khắc những loạt súng máy vang lên trong nhà hát rocus City Hall khiến khán giả hoảng loạn bỏ trốn trong đám khói. Tối 22 tháng 3, hàng trăm người hâm mộ có mặt tại nhà hát Crocus City Hall ở vùng ngoại ô Radnorod phía bắc Moscow để xem buổi biểu diễn của ban nhạc Picnic. Chỉ vài phút trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, một nhóm người mang vũ trang xông vào nhà hát và nổ súng. Truyền thông nhà nước Nga cho hay bảo vệ tại nhà hát không được trang bị súng. Một số có thể đã bị nhóm khủng bố bắn hạ ngay từ đầu cuộc tấn công. Hình ảnh được đăng trên mạng xã hội cho thấy bốn tay súng lạnh lùng bước từ bên ngoài vào sảnh nhà hát, liên tiếp bắn vào những người ở sảnh trước khi tiến vào trong. Nhân chứng Alexei kể rằng anh lập tức trốn sau những hàng ghế trong khán phòng, cuối người chạy thoát giữa khung cảnh hoảng loạn. Tôi nghe thấy rất nhiều tiếng súng máy và tiếng la hét thảm thiết, mọi người lao về phía sân khấu cực kỳ hỗn loạn. Một số trốn sau hàng ghế như tôi, quan sát tìm lối thoát. Alexei cho biết, khi nghe thấy tiếng động lớn, ban đầu chúng tôi tưởng là vật gì rơi vì người ta đang tháo dỡ cuộc triển lãm ở gần đó. Mikhail Seminov kể, anh cho biết đã vào tòa nhà qua một lối đi không có nhân viên bảo vệ. Cửa để mở khi chúng tôi vào, có một người phụ nữ lớn tuổi ở đó chỉ cho chúng tôi nơi picnic biểu diễn, anh nói. Phóng viên AFP mô tả đám cháy ở nhà hát bùng lên, bắt nguồn từ lựu đạn hoặc bơm cháy mà những kẻ tấn công ném ra. Khói đen bốc lên trời, trong khi lực lượng an ninh nỗ lực giải cứu hàng trăm khán giả trốn xuống tầng hầm hoặc trên nóc nhà hát. Mái nhà bị sập một phần, Alexei mô tả đã có giảm đạp khi khán giả chen nhau chạy về lót thoát hiểm. Anh không nhìn thấy tay súng chỉ thấy tro và khói trên đường chạy trốn. Tôi và nhiều người bỏ chạy giảm đạp lên nhau trốn vào nhà vệ sinh, cảnh chen chúc rất đáng sợ trong khi không thể nhìn thấy gì trên thực tế vì khói. Một nữ khán giả kể, truyền thông Nga cho hay nhóm khủng bố sau đó rời nhà hát, bỏ trốn trước khi lực lượng đặc nhiệm và cảnh sát chống bạo động đến hiện trường. Cảnh sát đang tăng cường tuần tra, truy tìm một số phương tiện nhóm khủng bố có thể sử dụng để tháo chạy. Ủy ban điều tra Liên bang Nga cho biết hơn 60 người đã thiệt mạng và ít nhất 145 người bị thương, trong đó có nhiều trẻ em. Đây là một trong những vụ tấn công khủng bố gây thương vong nặng nề nhất tại Nga suốt hàng chục năm qua. Nhà nước Hồi giáo IS đã nhận trách nhiệm về sự việc. Mỹ, nhiều nước châu Âu và các quốc gia Ả Rập đã lên án vụ tấn công, gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gọi đây là cuộc tấn công khủng bố hèn hạ và đáng ghê tởm. Mikhailo Bodilak, cố vấn của Tổng thống Ukraine, khẳng định Kiev không liên quan đến sự việc. Nga đã siết chặt an ninh tại sân bay, đầu mối giao thông và toàn bộ khu vực thủ đô Moscow. Một sự kiện đông người trên khắp nước Nga đã bị hủy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo.